5 cách tạo dáng chụp hình cưới cùng xe đạp. Dáng thứ nhất, tập cho anh lái xe đạp nè. Dáng thứ hai, em ráo nước rồi nè. What? Anh tới chưa? Dáng thứ ba, ngồi vào lòng xe anh. Dáng thứ tư, nắng quá chu về quạt che vô. Dáng thứ năm, anh ơi chắc mình mua xe máy đi quá. Hay hay không hay cũng phải nhắn theo dõi nhà tôi nha.